tập 7. Tiểu kiếm ca, huynh thiệt lợi hại nha, nhất định là phải dạy cho đệ vài chiêu đó. Có gì đâu. Là ngươi à? Cha của ta đang chờ ngươi. Cha, hắn ta đến rồi. Thật không hổ thẹn, tuổi trẻ tài cao, có được phong độ của Lương Sơn hảo hán năm xưa. Nghe Cao đại nhân nói các hạ và Hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm có danh phận sư đồ. Sư phụ của tại hạ có lòng từ bi, thấy tại hạ côi cút một mình, không ai nuôi dưỡng, cho nên mới thu nạp tại hạ. Xem ra các hạ rất có duyên với Hoa hòa thượng. Tại hạ đây ngưỡng mộ ông ta đã lâu, chỉ là không có duyên để làm quen. Hôm nay gặp được đồ đệ ông ta, tức là vẫn còn cơ duyên. Đại nhân quá khen rồi. Tại hạ hiểu biết nông cạn, sánh với sư phụ vẫn còn rất xa, thật là hổ thẹn. Các hạ đừng quá khiêm nhường, lão phu đây thật ngưỡng mộ các hạ. Kim ca dám hỏi, đại nhân tôn danh quý tánh. Họ Nhạc, tên Phi. Hả? Nhạc Phi? À, xin lỗi, Nhạc Nguyên Soái. Sao hả? Không phải người đồng đạo sợ những lời nói của tại hạ lúc nãy làm nhục danh phận của Lỗ sư phụ? Đương nhiên là không phải rồi. Tại hạ còn nhớ sư phụ từng nói là Nhạc Nguyên Soái hết lòng vì nước, chinh chiến vì kim, chính là nghĩa khí của đại trượng phu. Giang sơn đời đời có anh hào, chỉ tiếc rằng một khi đã qua đi thì không bao giờ trở lại. Lương sơn hảo hán, người đã chết, thời đã hết, nhưng danh tiếng vẫn còn, người người ngưỡng mộ. Ta thấy các hạ là hiệp đạo từ tường, hôm nay trên sân đá cầu lối đá rất giỏi, thật là một nhân tài. Ta có một câu muốn nói với các hạ, bây giờ các hạ một mình ngang dọc trên giang hồ, phải biết bảo vệ bản thân, phải mở to mắt ra nhìn kỹ mọi việc để tránh làm những việc bất nhân bất nghĩa. Tại hạ quả thực đã phát hiện một số việc, nhưng tại hạ quyết không gia nhập. Trên thế gian này rất nhiều chuyện không như lòng người mong muốn. Tuy các hạ không gia nhập, nhưng thân thì đã dấn trong đó rồi, hãy tự mà liệu lấy. Không lẽ tất cả những việc trên thế gian này không thể nào trung nghĩa vẹn cả hai hay sao? Ta biết các hạ không phải là người bán rẻ bằng hữu, nhưng các hạ phải biết phân biệt cho rõ ai là bằng hữu thực sự của mình, ai không phải. Nguyên Soái, yên tâm, người này tuyệt đối không phải là bạn. Ngươi là ai vậy? Dám xen vào chuyện của ta? Ta chỉ xen vào chuyện của những kẻ hoành hành bá đạo và chuyện mà ta cảm thấy chướng mắt. Chịu thôi. Có chuyện gì? Chúng tôi đang đuổi theo một người, hai cô này ra gây sự á, để cho ta nói chạy thoát à? Chúng tôi đã ăn mì liên can gì đến các ngươi? Đưa về thẩm tra. Dạ. Cứ giác. Nói bắt là bắt, không lẽ cái là thiên dương sao? Ở đây là do ta cai quản. Được. Đại nhân, chuyện lúc nãy hình như là hiểu lầm thôi. Hay là hai bên đi như một bước. Nào, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không đi. Được, đã có Tống đại ca đứng ra nói lẽ công bằng, tại hạ đương nhiên phải nể mặt rồi. Đi thôi. Phương tỷ tỷ, sao lại bỏ cho chúng đi vậy? Dù gì đi nữa chúng ta cũng gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ.
Huống gì bọn chúng là người cùng một đường. Vậy cô nương này, tuy là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, mỗi người đều có cách làm riêng, sao lại phải làm cho gà chó không yên như vậy? Mới chịu thôi. Ai quấy rối trước, trong lòng ngươi đã biết, đánh lén người ta thật đáng ghét. Ráng chịu đau nha. Xem ra lần này chúng ta hành động nhất định gặp phải một số nhân vật đáng gờm. Tên tiểu kim cà đã bán nước chúng ta, không thể giữ hắn ta ở lại. Hoàng Biêu nói rất đúng, thái độ của Nhạc Phi đối với hắn ta thật là không bình thường. Kim cà là mối đại họa của chúng ta, chúng ta giải quyết hắn đi. Hắn không phải chúng ta đâu, hắn còn giúp chúng ta nữa. Giúp chúng ta? Đại ca, huynh có lỗi phải không vậy? Nếu hắn thật sự có quan hệ với Nhạc Phi, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này trong lúc tìm người, sẽ rất thuận tiện cho chúng ta. Nhưng những việc chúng ta làm đều chống đối lại hoàng phủ. Huynh nói là rất thuận tiện, đừng thuận tiện đến mức đưa hết chúng ta vào ngục. Chuyện nguy hiểm nhất cũng là chuyện an toàn nhất. Hắn không thể hại ta được. Nếu muốn hại thì chỉ hại đến bản thân mà thôi. Cái này gọi là dời đá không may rơi vào chân mình. Long Phi phụng vũ trấn gia thanh, thời hầu nhất lương thiên hạ hưởng. Trung nghĩa sức cảm gì chứ nghĩa, đồng quân yên tâm bảo thiên hạ. Các vị mời ngồi. Tạ Phó Đường chủ. Tổng đường chủ hiện đang chuẩn bị cho lục hợp đại hội ở Động Đình Hồ. Ít lâu sau chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở Động Đình Hồ. Tổng đường chủ lúc nào cũng nhớ đến mọi người của 8 ban 16 hội, đã chuẩn bị sẵn một món lễ vật để biểu hiện tâm ý. Ngày mai ta cho người mang đến các ban hội. Xin cảm ơn hảo ý tổng đường chủ. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Các vị, tổng đường chủ còn có lời nhờ ta nói với các vị về việc cùng nhau khởi nghĩa, không biết các vị tiến hành sao rồi? Sao vậy, các vị có điều gì khó nói sao? Phó đường chủ, về việc khởi nghĩa theo ý chúng tôi, Thanh Long hội đều đồng ý, nhưng mà có vấn đề là... Nhưng mà chuyện gì? Nhưng mà Hắc Long Bang lại đến làm phiền chúng tôi, gây chuyện lôi thôi, còn đánh trọng thương 5 huynh đệ của chúng tôi nữa. Phó đường chủ hãy nói xem, có nên nói đại nghĩa với bọn người này hay không? Phó đường chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Lưu Lô, người Hắc Long Bang chúng ta đánh thương người của ông là chuyện rất đương nhiên. Đường hậu cấu tử là địa bàn của ai? Thì đương nhiên là của Thanh Long hội chúng ta rồi. Nè, hai vị ban chủ xin bớt giận. Tổng đường chủ xưa nay rất coi trọng hai vị, hiện giờ đang trong lúc khởi nghĩa, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau, cùng bàn việc lớn. Tại sao vì những chuyện nhỏ nhặt này đôi co không dứt chứ? Tại sao chúng ta không thử nghĩ xem sau khi khởi nghĩa thành công, thiên hạ này đều là của chúng ta rồi? Một con đường câu tử thôi, có đáng gì đâu chứ? Phó đường chủ nói rất đúng. Đã, chúng ta cạn ly. Xin mời. Phó đường chủ, Phó đường chủ, cô khẽ nói được định rồi, là lúc chúng ta phải lên đường. Người khá lắm. Các vị ban chủ, bây giờ ta có việc quan trọng, phải cáo lui trước thôi. Tạm biệt. Phó đường chủ, xin dừng bước. Phó đường chủ, Lâm An Thành tình hình rất phức tạp, đâu nào cũng có thám tử đi lại không thuận tiện. Tại hạ nghĩ phải gọi thêm vài người bảo vệ phó đường chủ dẫn tốc hơn. Không biết là ý phó đường chủ thế nào? Cảm ơn tiền ban chủ, không cần đâu. Tiền ban chủ nó rất có lý, cũng phải gọi thêm vài người để bảo vệ dân tốt hơn. Bọn người kia không biết thấy sờ mạo phạm đến phó đường chủ. Thanh Long Bang chúng tôi có vài cầu thủ võ công cũng khá lắm. Thanh Long hội chúng tôi cũng có vài cầu thủ võ nghệ cũng không kém mà. Được rồi, ồn chết đi được. Phó đường chủ ngang dọc giang hồ bao năm nay chưa từng gặp qua những chuyện khó khăn, dù gặp những người không biết trời cao đất rộng cũng không làm gì được phó đường chủ đâu. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho đường chủ thôi. Xin lỗi các vị, xin tạm biệt. Phương tỷ tỷ à, mùi cảm thấy ấn lạnh quá, có phải có người theo chúng ta hay không? Ta nói với mùi bao nhiêu lần rồi, lúc đi ngủ phải đắp chăn cho kỹ. Mùi đó, lại không nghe lời ta. Bị cảm không có phải cảm giác như vậy, để mùi xem thử.
Xem cái gì? Xem như vậy không được đâu, đi thôi. Nóng thổi vừa thổi vừa. Dạ vô coi nè. Xin mời, cái vô đi. Dạ khách quan xin mời vào trong uống trà. Dạ xin mời. Khách quan à, chưa trả tiền nữa. Tiền để trên bàn kìa. Đó chỉ là tiền nước thôi, còn tiền trà nữa. Đừng có nhiều chuyện nữa, đừng có trả ta. Tiền trà là tiền trà, tiền nước là tiền nước. Còn uống không, mà uống không trả tiền à? Sao ngươi không nhìn xem đây là địa bàn của ai? Ngươi có biết ông ta là ai không? Ông chính là lão tổng của chúng tôi, khoái đao Tam Phương Tiền. Tên hiệu này chẳng lẽ chưa nghe qua hay sao chứ? Tiền lão tổng, xin lỗi nghe. Khoan đã, để ta xem lại ngươi đã uống những gì. Thôi được, coi như ngươi may mắn. Đi đi. Cảm ơn. Có nhiều người đi phố cùng với Phương tỷ tỷ, mùi cảm thấy thật là náo nhiệt. Bán ba đây. Xin mời khách quan mua vô. Hôm nay ngày đại tháng của tiểu công tử nhà tôi, phiền ngài đặt cho cái tên. Tao đâu biết chữ chứ. Trời ơi, vào trong đi. Trời ơi. Cao đại nhân, ngươi làm gì vậy? Tại hạ thất lễ, không có mặt mũi gặp cao đại nhân. Ta còn nhớ, từ khi ta 17 tuổi đến nay, theo dõi bất cứ người nào, chưa từng bị ai đánh lạc hướng. Có đúng không? Cao đại nhân à, ông không biết đó thôi. Hôm nay trong thành Lâm An này, 8 bang 16 hội, người người đều đã đến đây. Luôn cả các bang chủ cũng đích thân đến đó. Cái gì? 8 bang 16 hội à? Dù không đến đây toàn bộ, nhưng cũng gần đủ. Toàn bộ cũng vì người đàn bà đó sao? Phải rồi, không sai. Gốc gác cũng khá lớn. Cô ta thật ra là ai? Đến đây để làm gì? Tiểu Nguyên à, lát nữa ta với lão ta kia bàn luận. Mùi ở trên thuyền chờ ta. Sẽ có nguy hiểm gì không? Mùi nghĩ tốt nhất để mùi đi theo, mùi sợ có mai phục. Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không đối phó với tỷ đâu. Chỉ sợ tỷ đối phó với bọn chúng thôi, nên mới có nhiều người như vậy. Mùi yên tâm. Đại nhân à, à không, à lão gia, à cô ta đến rồi. Ngươi là Tần Cối. Tao ra. Đi đi. Dạ. Ngươi gọi thẳng tên của bổn quan, theo lệ là đem ngươi ra chém đầu, có biết không? Biết chứ. Ngoài ra tại hạ còn biết, cấu kết với mệnh quan triều đình, ăn xén quân hướng triều đình, cũng phải bị tru di cửu tộc. Ngài nói có đúng không, Tần đại nhân? Bổn quan thân mặc đồ thường, không cần gọi đại nhân. Đại nhân không được gọi, gọi tên là bị chém đầu. Hay là vậy đi, gọi ngài là ông chủ Tần. Dẫu sao chúng ta cũng bàn chuyện mua bán, ngài gọi ta là bà chủ Phương. Đừng nhiều lời vô ích. Bổn quan công vụ địa mình, không có thời gian nói nhiều với ngươi. Được, vậy ta bàn thẳng việc chính. Ngươi phụ trách hành động, ta phụ trách cung cấp tin tức và lộ trình. Sau khi xong việc rồi, dàn bạc cướp được chia nhau 7-3. Thế nào? Sao hả? Không đồng ý à? Được, ta đồng ý. Ngài cung cấp tin tức, sau khi cướp được vàng bạc, chia ngay lập tức, ta 7, ngày 3. Không vấn đề chứ? Ngươi có lầm không? Ta 7, ngươi 3. Ông chủ Tần, ngài thật là biết nói đùa. Nhưng mà ta thì không biết đâu. Ta không nói đùa với ngươi. Ta 7, ngươi 3. Không được, đánh cướp quân lương, trên đường có rất nhiều binh lính áp giải, đề phòng rất cẩn thận. Một khi ra tay, chúng nó sẽ bị thương vong. Ngươi chỉ lo cung cấp tin tức mà được chỉ đến 7 sao? Vụ mua bán này làm không được. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta 7, ngươi 3. Bà chủ Phương, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Vụ mua bán này đối với ngươi mà nói rất dễ ăn. Thứ nhất, số quân lượng đó không ít, dù là 3 phần cũng đã không ít rồi. Thứ hai, động đình hồ các ngươi người ngựa rất đông, muốn duy trì việc sống còn, chi tiêu cũng không nhỏ. Số vàng bạc này các người thật rất cần đến. Thứ ba, quân lương bị cướp, sĩ khí quân đội triều đình vì vậy mà sẽ bị mất đi rất nhiều. Kế hoạch một đá ba chim này, dù ngươi chỉ được 3 phần thôi, ngươi cũng đã mãn nguyện rồi. Không được. Tại sao lại không được? Ta không muốn mắt nhìn thấy thủ hạ ta thương vong, chỉ đổi vì được một ít công sức không công bằng của ngài.
Nói như vậy tức là ngươi không đồng ý à? Không sai. Nếu đã như vậy, ngươi nhất định đoán ra trong ngôi nhà này đang có loại người nào. Cười cái gì? Ta cảm thấy rất tức cười cho nên mới cười. Không lẽ ngươi không tin ta sẽ giết ngươi à? Ta không tin. Ta không tin một người tham lam sẽ hạ độc thủ với ông thần tài của mình. Khá lắm. Hay làm vậy đi, chia 6-4, ngươi 6 ta 4. Đồng ý. Một mình cười lén gì đó? Muội còn muốn giấu, ta cũng đã thấy hết nửa ngày rồi. Đưa đây xem. Chỉ là cái lục lạc bể thôi mà. Đưa đây. Đừng có giật mà, bể rồi tính sao? Muội đã nói là lục lạc bể mà, bể rồi thì thôi chứ. Cũng chỉ là người ta tặng thôi, không phải hao ngân lượng. Sao lại nhỏ mọn như vậy? Lúc tổng đường chủ tặng đồ cho tỷ cũng giữ rất kỹ càng mà. Đừng nói là chơi, nhìn cũng không cho người ta nhìn nữa. Còn nói muội nhỏ mọn. Đừng nói nữa, xưa đây tổng đường chủ chưa từng tặng ta những thứ như vậy. Tỷ nói dốc. Có ai nói dốc đâu. Có ma mới tin tỷ, mau trả lại cái lục lạc cho muội. Không lẽ tổng đường chủ phải tặng món quà nhỏ như vậy cho ta sao? Những chuyện này thì muội không biết, nhưng mà mỗi lần Tiểu Hưng tặng đồ cho muội thì muội rất là vui. Đồ mà để ấy tặng cho muội đều rất đắt hay sao? Vậy thì chưa chắc đắt đâu, nhưng mà chỉ biết người mình thương tặng cho mình là... Nhà Nguyên Soái, hãy qua đây. Nhà canh gia, tìm trẫm có việc gì vậy? Khải bẩm hoàng thượng, thần có việc cần bàn với hoàng thượng. Nói đi. Thần được biết mấy ngày gần đây trong thành Lâm An thật là lộn xộn, thần rất lo lắng. Thần nhận thấy rằng đến giờ chung kết của giải đá cầu, tốt hơn hoàng thượng đừng nên đến. Được. Nhà Nguyên Soái à, khanh xem chúng đá có hay không. Đây đều là công lao của trẫm, không có sự đốc thúc của trẫm, bọn người đó tại sao lại đá hay như vậy? Hoàng thượng, chuyện về giải đá cầu lần này thần khấu kiến hoàng thượng. Tần khanh gia, tìm trẫm có việc à? Thần đến hồi báo hoàng thượng về giải đá cầu lần này. Khanh đến đúng lúc lắm. Nhà Nguyên Soái lúc nãy nói là giải đá cầu lần này hình như không an toàn lắm. Có chuyện như vậy không? Hoàng thượng minh giám, hưởng thánh sủng tri ân, hoàng đế trí tuệ. Từ lúc bắt đầu giải đến nay, trật tự của giải rất tốt đẹp, sân cầu rất lý tưởng, mọi việc đều được kiểm soát kỹ. Sao nhà Nguyên Soái lại nói như vậy? Trong thời gian này, hạ thần cảm thấy không khí trong thành Lâm An rất là bất thường. E rằng sau lưng không khí vui mừng đó tức có chuyện tiềm tàng, nên đề phòng bất trắc.
Hạ thần nhận thấy hoàng thượng nên lấy long thể làm trọng, nghĩ lại cho kỹ coi có cần đến đó hay không. Trẫm biết khanh rất đổi trung thành, mọi việc đều nghĩ giùm trẫm. Nhưng mà giải đá cầu lần này nói cho cùng cũng là một chuyện tốt. Hoàng thượng nói rất đúng. Hoàng thượng nói rất đúng. Chỉ cần giải được khai mạc, dân chúng mọi nơi sẽ đến nườm nượp. Bắt đầu từ giải chung kết, hoàng thượng như giải đến xem cùng vui với dân, lòng dân thiên hạ tất sẽ càng vui hơn. Giang sàn đại tống đâu đâu đều vui vẻ, đúng là dấu hiệu của thái bình thịnh vượng. Tần đại nhân, nửa bên giang sàn đại tống chúng ta đang nằm trong tay giặc Kim, nghĩa đệ tại hạ vẫn đang bị giam cầm bên nước Kim, sao có thể nói được là thái bình thịnh vượng được? Nhà nguyên soái, giải đá cầu là giải đá cầu, khanh lo xa làm gì? Ngày chung kết trẫm nhất định phải đến xem. Nếu như khanh sợ có chuyện gì xảy ra, chỉ về chuyện an ninh ở sân cầu trẫm cho người toàn quyền quyết định. Thần tuân chỉ. Khởi bấm hoàng thượng, việc an ninh nơi sân cầu thần đã thu xếp đâu vào đó rồi, khỏi phiền đại giá của nhạc nguyên soái đây. Khanh lo giải đá cầu là được rồi. Nếu như nói đến bảo vệ an toàn cho trẫm, có thể giữ yên sân đá chỉ huy trước sau, trẫm cần phải nhờ đến nhạc nguyên soái. Tham kiến đại nhân. Đại nhân tìm tới chức cấp như vậy, có việc gì sai bảo? Có gì sai bảo? Ta đã dặn ngươi rồi, sau này có làm gì sai đừng để đến tay của nhạc phi. Sau này có việc gì đừng để cho hắn ta biết được. Ti chức tuyệt đối không chống đối với nhạc phi. Bây giờ không phải người chống đối với hắn, mà là hắn chống đối với người. Nhắc đến hội nhạc kia thì ta bực mình. Ti chức rất hiểu, xin đại nhân yên tâm, sau này ti chức nhất định sẽ cẩn thận đề phòng hội nhạc kia. Người hiểu được thì tốt rồi. Còn chuyện chung kết tiến hành như thế nào? Việc này đại nhân khỏi phải bận tâm, ti chức đã sắp đặt rất kỹ càng. Nhưng mà chẳng qua thế nào? Gần đây thành Lâm An xuất hiện một người đàn bà gốc gác không nhỏ, ti chức vẫn chưa tìm ra lai lịch của ả, e rằng là một ẩn họa. Cho nên xin được đại nhân chấp thuận cho ti chức tăng thêm người để mà tiện việc điều tra. Một người đàn bà có thể làm được việc gì không cần phải điều tra? Đại nhân, ngài không biết đó thôi. Người đàn bà này có câu kết với tám bàn 16 hội, theo như ti chức được biết là đến từ Động Đình Hồ. Chỉ sợ là người này không hiền đâu. Sao hắn ta lại điều tra đến phường Bách Quan? Ngươi làm việc càng lúc càng hồ đồ. Bây giờ quan trọng nhất là vấn đề đá cầu, là sự an nguy trọng đại của hoàng thượng. Ngươi còn ở đó cành mọc thêm nhánh, chi phối tinh thần, đến lúc đó có gì sai sót, ngươi còn muốn giữ lấy đầu hay không? Nhưng mà người đàn bà này, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn giữ lấy cái đầu của mình, từ bây giờ trở đi, trong đầu óc của ngươi không được có một người đàn bà nào, chỉ được có giải đá cầu. Nghe rõ hay chưa? Dạ, ti chức nghe rõ. Tiểu Tôn, Quynh đang nghĩ gì vậy? Không Lệ, lúc nãy Quynh xem đội cầu tập luyện càng ngày càng tốt, xem đến bị hút cả hồn. Vậy sao? Muội thấy Tống sĩ Tuấn Quynh vì giải thi đấu lần này đổ ra không ít công sức. Trong lòng của muội đây, Quynh không phải là người như vậy. Sao lại nói vậy? Quynh nhận thấy vì sao muội nói như vậy không? Tiểu Tông, có một số chuyện Quynh có thể trốn tránh, cũng giống như Quynh không muốn đối mặt với ánh mắt của muội. Nhưng mà Quynh còn rất nhiều chuyện Quynh không thể trốn tránh được.
Mùi không muốn nói chuyện gì. Mùi chỉ muốn nói với Quynh rằng bây giờ trước mặt Quynh đây đều là bạn tốt, huynh đệ tốt của Quynh. Nếu như ngày nào đó ngay cả đối mặt với những người này cũng không dám mà còn phải trốn tránh họ, vậy thì sẽ là lúc đau khổ nhất trong suốt cuộc đời Quynh, và cũng sẽ là lúc bọn họ buồn chán nhất. Mùi hy vọng ngày này không bao giờ đến. Thực ra mùi muốn nói chuyện gì? Ai da! Quynh bị khùng rồi sao hả? Bây giờ chỉ là luyện tập thôi sao đá mạnh vậy? Không phải tại Quynh đâu. Tại sao không phải tại Quynh chứ? Nè, thôi 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 đừng có gây nữa mà. Hay là đưa cô ấy về nhà trước đi. Nhược Nam à, Quynh mang thuốc đến nè. Mũi đau chỗ nào vậy? Nói chuyện dư thừa không à. Bị thương chỗ nào thì thoa chỗ đó. Ây da. Mũi đừng có động đậy. Động đậy là bị đau đó. Quynh nhìn gì vậy? Quynh lỡ nặng tay sợ làm mũi đau. Không sao đâu, mũi nhịn đau được mà. Quynh thoa đi. Vậy mũi đắng chị đau nha. Thoa đi. Mũi thấy sao rồi? Không cảm thấy gì cả. Quynh đã thoa chưa vậy? Đâu lẽ nào Quynh đã rất nặng tay rồi hả? Mùi kêu Quynh đến thoa thuốc giùm cho mùi cũng chỉ là Quynh rất nặng tay. Quynh càng nặng tay thuốc sẽ thấm càng nhanh vào da thịt, càng mau khỏi đau. Quynh có hiểu hay không vậy? Hiểu rồi. Vậy thì lúc nãy một chút sức lực cũng không có vậy, giống như là sờ thỏ sờ mèo. Nè, Lý Đại Môn Sự, mùi hỏi Quynh, thật ra Quynh có muốn cùng mùi tham gia thi đấu hay không vậy? Cùng mùi thắng tên Lục Thiếu Khiêm khốn kiếp kia. Đương nhiên là muốn rồi. Vậy còn do dự gì nữa, mau thoa đi. Quynh làm gì vậy? Không sao, Quynh thoa đi. Thoa đi. Không được. Đừng có kêu Quynh nặng tay nữa. Nếu như chân này mà chân của Quynh á, cho xe cán qua Quynh cũng không có sợ nữa. Nhưng mà là chân của mũi, ngay cả sờ vào Quynh cũng không dám. Quynh, Thôi đi. Thuốc này từ mũi thoa lấy là được rồi. Quynh về đi. Quynh về đi mà. Quynh nè, về đi. Vết thương có nặng lắm không? Mùi đã kêu Quynh. Tống đại ca, bị thương không nhẹ? Bị sưng như vậy có đau không? Có đau không? Đau lắm phải không? Để cho Quynh. Đau hả? Mạnh tay chút ra. Xem ra trận chung kết mùi không tham gia được. Không được đâu, mùi phải tham gia chung kết mà. Lại còn liều lĩnh nữa, chứ mũi đang bị thương mà. Mũi liều lĩnh như vậy đó, mũi muốn thi đấu cho bằng được. Không phải Quynh không muốn cho mũi đi, nhưng Quynh sợ rằng thi đấu quá kịch liệt sẽ làm cho mũi bị thương thêm. Thì ra Quynh lo lắng cho mũi. Nếu như mũi bị què thật thì sẽ không được đi tản bộ với Quynh nữa rồi. Nếu như mũi bị què thật đi không được nữa, Quynh sẽ cõng mũi cùng tản bộ. Thật sao? Vậy thì được rồi, mũi nhất định ra sân thi đấu. Tống đại ca, Quynh còn nhớ hôm đó Quynh đã nói với mùi. Tống đại ca, Quynh còn nhớ hôm đó Quynh đã nói với mùi, nói những gì hay không? Quynh nói là ngày này Quynh và Lý Đại Bổng Sự đã chờ đợi rất lâu rồi. Mùi hy vọng trên bầu trời mơ ước kia sẽ có sự hiện diện của mùi. Việt Nam, mùi đã quyết định rồi, ai cũng không thể cản được mùi, cho dù là Quynh cũng không được. Come on.
đại ca. Triều đình và coi lần sau chúng ta đã mối hiểm quả lớn, phải truy diệt từng người một trong chúng ta mới được hả dạ. Vậy những người tìm đến để giết chúng ta đều là do hoàng thượng phải đến à? Đúng vậy, cha của con đã bị triều đình định tội, sau khi chết không được dẫn mộ bia. Thật tội nghiệp cho cha con một đời anh kiệt, sau khi chết phải nằm ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Con phải nhớ rằng hoàng thượng mới chính là người mất hết nhân tính, là kẻ thù không đổi trời chung của chúng ta. Thưa cha, con sẽ ghi nhớ mối thù giết cha, giết không được kẻ thù, không lật úp được ngai vàng của hắn, con nguyện sẽ không làm người đâu. Cha, sẽ có một ngày con sẽ làm cho linh vị của cha gặp lại trời đất. Con sẽ làm cho linh vị của cha gặp lại trời đất. Cuộc thảm sát này không phải do ta gây nên, chẳng qua là do ta kết thúc nó mà thôi. Rồi, Tông đại ca, là đệ. À, là đệ à? Ủa sao vậy, vẻ mặt không được tốt lắm đó. À, không có gì, lúc nãy nghĩ đến cô nhân hơi bị xúc động thôi. Ý, chúng ta có việc gì? À, hôm trước có nói với huynh về hoàng biêu và số thuốc nổ đó. Thực ra đệ vẫn không yên tâm được, cho nên đệ đến đây hỏi xem Tống đại ca đã điều tra được những gì. Đệ lại phát hiện được chuyện gì? Ờ, không có phát hiện gì cả, nhưng mà đệ nghĩ rằng chuyện này đã có một người biết được. Ai vậy? Nhạc phi, Nhạc Nguyên Soái. Nhạc Nguyên Soái tận trung báo quốc, trung nghĩa song toàn, đệ nghĩ ổng nhất định xét xử công bằng. Hay cho cuộc xét xử công bằng, để biết gì xét xử công bằng chứ. Huynh thực nhìn không ra đệ, thì ra đệ là một người kẻ quyền thế. Nè, Tốt đại ca, huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ là... Lai lịch của Hoàng Biêu, huynh đã điều tra rồi, hắn không cần hệ đến thuốc nổ. Số thuốc nổ đó do ông chủ cơ hiệu dùng để đánh cá, đệ rõ chưa? Tốt đại ca, huynh hiểu lầm đệ rồi, đệ... Đệ không phải đến đi hỏi chuyện về Hoàng Biêu sao? Huynh đã nói hết cho đệ nghe rồi, còn gì hiểu lầm chứ không hiểu lầm. Tốt đại ca, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đệ không tin ta sao? Được, đi tìm Nhạc Quyên Soái đi, để mà bắt hết tụi này, xét khỏi từ người. Đệ chỉ nghĩ rằng chuyện này có quan hệ rất lớn, và lại Tống đại ca đã điều tra được nguyên do, đệ không hỏi thêm nữa đâu. Tống đại ca, đệ ra ngoài đi. Đệ biết là đệ làm như vậy sẽ gây phiền phức cho huynh, nhưng mà đệ mong rằng huynh hiểu cho, đệ chỉ quan tâm đến an nguy của người khác thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Kim ca, bỏ đi, những gì huynh nói lúc nãy là hơi nóng nảy. Không lẽ huynh không biết đệ là người như thế nào hay sao chứ? Đừng trách huynh nghe. Huynh đừng nói như vậy, đệ cũng không có gì nói thêm. Thực ra người phải được thứ lỗi là đệ mới đúng. Đệ thực không nên không bàn bạc với các huynh đệ mà tự ý hành động như vậy, nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho những người khác. Đúng vậy, rất may lần này đệ đến gặp Nhạc Nguyên Soái thôi. Nếu như gặp những tên tham quan bình thường khác, để triều đình biết được chuyện về thuốc nổ tước đi tư cách tham dự của chúng ta, không phải là chúng ta đã mất hết công sức rồi hay sao? Phải rồi, đệ thật là suy nghĩ không được chu toàn. Không còn chuyện gì nữa, đệ về nghỉ đi. Hả? Cuối cùng cũng xong rồi. Sau khi thi đấu đã còn xong, hy vọng các huynh đệ sẽ phụng dưỡng mẹ của tôi. Xin cảm ơn. Cái gì phụng dưỡng mẹ chứ? Huynh nói những việc này để làm gì, có phải không? Hả? Lần này ám sát hoàng đế là cơ hội duy nhất của chúng ta, và cũng là cơ hội tốt nhất. Chỉ được thành công không được thất bại. Hoàng Biêu này trong lòng coi như đã chết, phải liệu mình nổ chết hậu quân. Tuy là hoàng thượng phải chết, nhưng mà huynh khỏi phải chết chung với hắn mà. Đến lúc đó bọn này sẽ yểm trợ cho huynh mà thôi. Phải rồi, huynh nghĩ quá nhiều rồi. Không phải, Hoàng Biêu nói rất đúng. Tên hôn quân kia thân ở cung cấm, muốn hành thích cũng không dễ. Tống sĩ tướng này trong lòng cũng coi như phải chết. Nhưng mà ta đơn thân một mình không so được với các ngươi. Các ngươi đều là người có gia thất, hành động lần này đã phiền lụy các huynh đệ. Tốt đại ca, sao lại nói như vậy được? Là huynh đệ với nhau tình như thủ túc. Nếu như lần này thành công, ai mà may mắn không chết được thì phải nuôi dưỡng gia đình của các huynh đệ khác. Được, thật là huynh đệ tốt của ta. Chúng ta đi uống rượu. Được. Tống đại ca, để quên nói với huynh, trái cầu nổ đã làm xong rồi. Ta
ta đã nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta làm sao đem cầu nổ này vào sân đá cầu được chứ? Đây đã dò thám hết rồi, quan phủ canh phòng rất là nghiêm ngặt. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đặt ở chỗ nguy hiểm nhất thì sẽ an toàn nhất. Xong, xem ra tầng lầu tạm cũng rất có uy tín. Thợ săn chuẩn bị xuất hiện. Người đó mày, ăn chia 6 món ta cũng làm à? Ngươi chia 1/9 ngươi cũng làm mà. Ngươi đừng cãi nữa, lát nữa nghe hiệu lệnh của ta. Thú săn đến rồi. Ra đi. Đi rồi. Huynh đệ ráng nha. Đi dặn bọn họ săn sóc các huynh đệ bị thương. Dạ. Thêm. Đứng lại. Phó điện chủ. Mời. Mời. Ừ, mở ra. Dạ. Dạ. Chuyện gì? Trên xe đều là đá. Cái gì? Tên tật của lão tặc này đặt ra cái bẫy. Vô phép vô tắc, thật là vô phép vô tắc. Ngay cả quân lương của triều đình là cũng dám cướp à? Còn ra thể thống gì nữa? Trịnh Dương Yêu này thật to gan, không những tụ tập làm cướp tại Động Đình Hồ, vậy mà bây giờ lại dám mạo phạm triều đình. Khanh xác định là do bọn cướp Dương Yêu làm phải không? Thần đã xác định quả thật Dương Yêu. Nhất định là hắn khùng rồi, có giả tâm như vậy à? Thần cho không phải hắn khùng, mà là mơ tưởng hảo quyền. Dương Yêu cướp lấy quân lương, một là tăng thêm thế lực, hai là cướp lương để kích sĩ khí binh lính. Cái kế một đá hai chim này xem ra ý đồ không nhỏ. Ngọn thương cứ hướng về giang sơn xã tắc của Đại Tống. Ý khanh muốn nói là Dương Yêu muốn tạo phản? Hoàng thượng anh minh, Dương Yêu là đệ nhất mãnh tướng của phản tặc Dương Lập Thủ. Sau khi Tống Giang và Phương Lập Thủ bị đình chức, Dương Yêu trong giới Lục Lâm uy danh rất cao. Vài năm gần đây hắn đã ở vùng Động Đình Hồ chưa binh mãi mã dự trữ lương thảo, hoạt động rất có hiệu quả. Hoàng thượng nên sớm ra quyết định, từ lúc hắn ta chưa mọc đủ cánh, tiêu diệt tận gốc. Nếu không sau này sẽ thành mối họa lớn của triều đình. Ý của khanh là muốn đem binh dây đánh à? Hoàng thượng nói thật đúng. Cái gì thật là đúng? Những điều này đều do khanh nghĩ ra. Thần không dám. Khanh nói trẫm nghe đi. Khanh cảm thấy chuyện này cần phải xử trí thế nào? Hoàng thượng, tiêu diệt Dương Yêu là chuyện cấp bách trước mắt. Nếu hoàng thượng chấp thuận, thần xin điều mấy vạn binh lính đích thân đến Động Đình Hồ, quyết tiêu diệt tận gốc Dương Yêu. Tần khanh gia, khanh muốn lãnh binh. Thần muốn diệt phỉ, muốn trong bổn phận của thần vì hoàng thượng là một số việc. Trẫm cảm thấy khanh vẫn có muốn lãnh binh. Thần một lòng trung thành. Trẫm biết là khanh trung thành, nhưng mà chuyện về đem binh diệt phỉ, trẫm còn phải nghe ý kiến của Nhạc Nguyên Soái mới được. Hoàng thượng, sát kỳ yêu dùng ngu đau đầu, tiêu diệt Dương Yêu chỉ là chuyện nhỏ, không cần đích thân Nhạc Nguyên Soái ra tay. Giả lại thần nghe được quân thần nói rằng danh tiếng Nhạc Nguyên Soái tuy lớn, thực ra là trí lớn tài mọn, bản lãnh không nhiều. Câu này do ai nói đây?